Everyone, and now Lord and Sariang go that way. We are welcoming the Yellow Cheek Gibbon. They can forum in Asia and Vietnam Ocean. Quý vị đang theo dõi sự kiện có bằng vừa mắt vàng đến từ khu vực của châu Á đấy ạ. Với đất tay cực kỳ dài của mình, anh bạn là một trong những bậc thầy leo trèo bên ngoài tự nhiên hoang dã tại châu Á, Việt Nam của chúng ta. Anh bạn đang tiến đến gần hơn với tất cả quý vị và đất tay cực kỳ dài và tài năng leo trèo điêu luyện của mình quý vị nha. Hãy quan sát thật kỹ và bằng vừa mắt vàng đang từng bước tiến đến gần hơn với tất cả quý vị để giao lưu. Trách từ câu hỏi sau đây để chúng ta tương tác trực tiếp cùng với anh bạn. Quý vị cùng nhau vỗ tay để chờ đón các bạn cùng tham gia nhé. Are you also rain on the yellow sheet? Give from the composer to you. Then you can get the start. No need to move. You just sit down. Become composer to you right now. Quý vị cùng nhau quan sát rất kỹ và bạn cùng tham gia đang tiến đến gần mình tất cả quý vị. Không cần phải di chuyển đâu. Quý vị cứ ngồi yên ngay tại vị trí mà bạn sẽ tiến đến gần mình tất cả chúng ta đi vào ngay sau đây quý vị nhé. Vâng, quý vị cùng nhau quan sát thật kỹ và bạn phụ mát vàng. Quý vị có cảm nhận ra màn này đáng yêu và dễ thương không ạ? Đúng, chính cái đồ dễ thương đó thì các bạn phụ mát vàng đang nằm trong nguy cơ được săn bắn cực kỳ cao bên ngoài tình hình hàng giả quý vị nhé. Và hiện tại Vimber Sophie đang muốn quý vị có thể tương tác trực tiếp cùng với anh bạn này, hiểu rõ hơn về các bạn ấy, để cùng chúng tôi thật bảo vệ các loài linh trưởng cũng như các loài động vật khác tại Việt Nam của chúng ta quý vị nhé. Hãy quan sát thật kỹ và bạn phụ mát vàng đến từ khu vực tiểu trung á. Em sẽ cung cấp một số thông tin cực kỳ thú vị về bạn này. Với màu đen tuyền mà quý vị đang quan sát thấy, khi còn nhỏ anh bạn chỉ sở hữu cho mình một màu sắc thôi quý vị nhé, đó chính là màu vàng. Từ phần đầu đến phần chân đều là màu vàng. Và khi trưởng thành nên bạn mới bắt đầu chuyển cái lông màu vàng này sang màu đen tuyền, giống như bạn bắt đầu sở hữu hiện tại. Và đôi má của bạn ấy sẽ có màu vàng cam quý vị nhé. Cũng chính cái đặc điểm đó thì nhờ bạn có tên gọi là vùng má vàng. Và điều này chỉ xảy ra với các bạn vùng má vàng được thôi quý vị ạ. Những cô nàng vùng má vàng cái sẽ sở hữu cho một lông màu vàng như vậy từ khi còn bé đến lúc trưởng thành. Và khi trưởng thành thì cô nàng chỉ có một chiếc lông màu đen tuyền ở trên đỉnh đầu thôi ạ. Chúng ta sẽ dựa vào thông tin trên để phân biệt giới tính của các bạn vùng má vàng thông qua màu sắc của cô nàng. Và quý vị đang nghe tôi bắt ra tại lòng bộ kia. Rất đặc trời như thế nào, đó chính là một trong những tiện hữu của các bạn vùng má vàng trong tình nhiên hàng giả. Và ngồi sẵn sàng nhớ bạn này thật tốt tiện hữu văn xa tặng 1 km trở lại. Quý vị vẫn có thể nghe thấy cảm hình đỏ phát trà quý vị nha. Vì bạn cần xác định được vùng lãnh thổ mình đang ngự trị, thì nhớ bạn vùng má vàng đợt nào sẽ hữu cho mình tiện hữu to nhất, sẽ sở hữu cho một vùng quản lý rộng lớn trong khu vực mà bạn ấy quý vị nha. Và còn một điều đặc biệt bởi tiếng hữu đỏ nữa chính là anh bạn sẽ thu hút bằng tình của mình bởi tiếng hữu đỏ. Và khi các cô nàng vùng má vàng cái chọn được bằng tình của mình thì các bạn này sẽ cùng gặp tiếng hữu với nhau phần một sân sản như thế ạ. Hãy quan sát tất kỹ và bạn vùng má vàng, những quý vị nào vẫn chưa tương tác cùng với anh bạn này cũng đừng lo lắng nhé. Vì chúng ta còn có cả một thế giới lớn trưởng đang chờ đợi tất cả quý vị để tham quan tại khu vực vườn thủ mở. Chúng ta có một thời gian lên trường với rất nhiều những bậc dẫn bạn lên trường gặp nhau. Trong đó có đại gia đình của các bạn vườn cao đôi khoan đến từ vùng đất Madalaska. Quý vị sẽ được tương tác cùng với bạn này, chụp hình cùng với các bạn ấy và từ tay cho các bạn này ăn cực kỳ thú vị quý vị nhé. Đặc biệt sẽ sở hữu những hình tấm ảnh độc quyền tại Vimber Sophie cùng với các bạn vườn cao đôi khoan đến từ vùng đất Madalaska. Và các bạn dân cùng nhau cho một trạm hình ảnh để chúng ta biết đến vớt đến vùng áo cần của chúng ta quý vị ạ. Tạm biệt bạn vừa mắt vàng đến từ khu vực của châu Á cùng với huấn luyện viên của bạn ấy chính là Thị Trang. Anh xin mời tất cả quý vị cùng nhau nắng lại khu vực một tí xíu vì chúng ta còn có một anh bạn chiến lớp vụ nữa tại khu vực châu Á muốn làm việc với tất cả quý vị. Anh bạn này đang di chuyển phía trong khu rừng kia. Vì vậy em cần sự hỗ trợ của tất cả chúng ta bằng việc gọi thật to thêm anh bạn này. Tên của bạn ấy là Jean Paul. Quý vị có nghe rõ không ạ? Vâng, tên của bạn là Jean Paul và nhiệm vụ chúng ta sẽ gọi thật to tên của bạn sau thời điểm của em. I want some rain of him and not a brush with shiny on the stage. But he still lies inside the jungle up there. So I need all of you to help me find his name. His name is Jean Paul. Do you get it? It's good. Now here we go. Let me count. 1, 2, 3 and... I can't see him. I think you're better than this year, everyone. Now we try again a bit louder, okay? Hãy cùng chúng ta kèm một lần nữa, quý vị nha. To nhất có thể luôn ạ. Now here we go. 1,
2, 3 and... Yeah. Jambalayu! Yeah! Quý vị đang nhận hổng một trong những bạn chiến đấu của tàu lớn nhất ở khu vực châu Á của chúng ta. Anh bạn Hồng Hoàng có tên là Jambal. Ladies and gentlemen, now we are welcoming our great hobbyist, Jambal, come on! Quý vị còn đang cho đón một trong những bạn đến từ truyền thuyết đó. Vì trong nhân gian các bạn này còn cái tên gọi khác, chỉ là các bạn Phượng Hoàng đó quý vị nhé. Các bạn Phượng Hoàng đến từ truyền thuyết của Việt Nam. Và tôi xin chào các bạn Phượng Hoàng này sẽ chọn cho mình hôm nay và di chuyển vào đồng này đã xin chào. Chúng ta cùng nhau quan sát cực kỳ mà các bạn này sẽ chọn cho một chiếc cậu như thế nào quý vị nhé. Xong bó đã sẵn sàng cái đời cùng nhau đến với truyền thuyết của mình nhé. Ready? Let's go! Nếu mà có chiếc cầu đó di chuyển vào bên trong quý vị ạ. Và sẽ bắt đầu trở những quý vị chờ đón hoa bạn nữa. Hồng Hoàng Trọng có tên là Giant. Now we welcome another great of Orville. His name is Giant and look at that way. Somebody coming back. Quý vị đang chờ đón một cặp hồng hoàng được có mặt ngay tận trong đài chờ đón tất cả quý vị. Cùng nhau quan sát đất kỳ và hai anh bạn sẽ tự nắm bắt lực của mình cùng với nhau ngay tại trong đài quý vị nhé. Nếu bây giờ xin mời quý vị cùng nhau quan sát kỹ vào sân đi ạ. Nếu bây giờ sân đã sẵn sàng như nào, so ready? Let me fly together on the stage. Ready? 1, 2, 3, look at that way. Let's go. Wow, that's really nice. Quý vị cùng nhau quan sát và nhau chọn một lần nữa cho tạm biệt Jumbo. Thank you. Tạm biệt Jumbo, xin mời tất cả quý vị cùng nhau quan sát bằng Phượng Hoàng Trọng tên là Giới Anh. Và mỗi sinh sản có bố Phượng Hoàng Trọng đã làm nhiệm vụ rất thiêng liêng, thế là bảo vệ đại gia đình cho mình và mang dinh dưỡng về cho đại gia đình cho bạn ấy. Vì vậy, tài năng sáng mắt ngồi chúng mà là cực kỳ tuyệt vời quý vị nhé. Nếu biết sự quý vị chưa nhận thấy điều đó ngay tại giữa sân khấu Greenburn Safari. Anyone's ready now, you have standby coming up on middle stage and we can see how the great Herbie be hunting on the air. Rất tuyệt vời đúng không nào? Em bạn vừa thì đang sống mồi của mình là trong thời gian vang dạ quý vị nhé. Chủ yếu bởi tiết mỏ cực kỳ cứng cáp của các bạn ấy đang sở hữu nhớ bạn Phương Hoàng Đất đến từ châu Á. Tạm biệt các bạn này, xin mời tất cả quý vị cùng nhau trở lại cùng ta dự một cuộc thi. Cuộc thi được mang tên Thi Tài Tài Chế. Are the ones who ran up with two more brothers who join us on the stage and now with a little competition in this morning. Cùng nhau quan sát thể lệ cuộc thi quý vị ạ. Mỗi vận động viên sẽ có 3 cuộn dây nguyên liệu như thế này. Các vận động viên sẽ có nhiệm vụ là gấp và nhặt những cuộn dây nguyên liệu để bỏ vào chiếc thùng phù cho việc tái chế. Vận động viên nào hoàn thành được nhất sẽ là vận động viên chiến thắng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nhau hưởng ứng sân khấu cho đám vận động viên đầu tiên. Áo bằng vẹt mặt thò sơn vàng có tên là Rio. The first man welcome Rio, the blue and gold. And we have another verse. Chili. Vận động viên tiếp theo đó là của bạn Rio, đấy là bạn Chili đến từ Nam Mỹ quý vị nhé. Anh bạn vệ mặt cò cảnh hồng và xuất hiện cùng với các vận động viên chị Trinh huấn luyện viên của bạn Chili và đây chị Trang huấn luyện viên của bạn Rio. Và cuộc thi nào cũng cần có những cổ động viên để cổ vũ dành các vận động viên đấy không ạ? Quý vị xin mời tất cả quý vị cùng nhau là cổ động viên dành cho hàng người nhé. Chào mừng các bạn đã đến với đồng nghiệp rồi đi ạ. And it was right now I want to invite all of you to be the cheerer for Chili and Rio. So, the people on the middle stage, to my left, we will support for Chili. Quý vị ở đầu khán đài số 2 ạ, trở về khán đài số 1, chúng ta cùng nhau cổ vũ dành cho bạn Chili. Nhiệm vụ dành cho các cổ động viên chính là vỗ tay và gọi thật to thành Chili. Như vậy quý vị nhé, hãy cùng nhau thực hiện ạ. Chili team, are you ready? Clap your hands to be called louder. Chili, 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 come on! Uh-oh. How about that? Okay, let's try one more time, huh? Một lần nữa quý vị, anh còn lửa lời dành tất cả chúng ta. Tôi nhất có thể nào tôi lời chiến đấu của mình vào trong cuộc thi quý vị nhé. Now we try again, three team. Clap your hands and be called Chili! 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 Yeah, tìm ra hơn rồi.
đi ạ. Với câu nhau quan sống là cột Rio đã tụ của chúng ta thì như thế nào này nha. I'll be born in the middle state to my right with visible for Rio. Đội còn lại sẽ cổ vũ cho Rio và em cần tất cả của đội tất cả của đội viên trong đội Rio về phủ tay thật to to hơn cả đội Chile một quý vị nhé. Rio đã sẵn sàng chưa? Ok, 1, 2, 3 Rio. Rio nha, anh cần lớn nữa như đội Chile nha. Thế là vận viên chúng ta cùng nhau vào vị trí nha. Ok, now ready on your mat. 1, 2, 3, let's go! I don't like your hand and stop for them, come on! Orange, green, orange, all the time! Let's go for Rio and Chile! Một trăm lỡ dành cho Chile's winner! Wow, she's very fat. Why not fair? Huấn luyện viên của đội Rio nói là Chile đã dám làm vì dễ di chuyển phiên sang Libya. They say you're not fair life for the game. They call you more the bomb. Yes or no, Green or Tim? They say yes. They say no. Minutes one more game. Một trận nữa cho đồng viên quý vị có đồng ý không ạ? How many guys one more game for Chile and Rio? Yes or no? Yes, yes or no? Yes. Và chúng ta cùng nhau trở lại trong vòng ngày mai quý vị nhé. Ok, anh chị đồng tiên xíu tôi xin mời quý vị cùng nhau đến với cuộc thi thứ hai. Và lần này chỉ câu cùng sẽ nguyên liệu để nhanh phần tân bài quý vị nhé. Và lần này em còn let's go. Hi guys, xin được say. Ok, đội Rio cũng rất cố gắng được không quý vị? Quý vị hãy dành bằng một trăm lớn nữa nha. Đó là chiến thắng cho cuộc thi này cũng không quan trọng, bởi vì thông điệp của các bạn ấy muốn gửi đến tất cả chúng ta quan trọng hơn, đó chính là muốn quý khách tái chế sử dụng sấy thay vì chúng ta sử dụng quá nhiều bao bì ni lông quý vị nhé. Một trăm lớn nữa dành cho Chile và Rio. Thank you. Tạm biệt Chile và Rio đến từ khu vực phía Nam của châu Mỹ. Em xin mời tất cả quý vị hãy đến với khu vực phía Bắc của châu lục này. Đến mắt giao lưu cùng với một anh bạn Chile phủ là vị chúa tại trên bầu trời đến từ khu vực Bắc Mỹ quý vị nhé. Ladies and gentlemen, boys and girls, right now is the best time for the show. We can see the birds of prey coming around here. And now we look. That's way anyone. Thiên nhiên đang chờ đợi sự kiện của các bạn diều hầu đến từ khu vực của châu Mỹ. Các bạn diều hầu cánh hồng có tên là Christina. And once hear the hardest talk, his name is Christina. Christina came from America. Right now we're going to show you how the hardest talk can write love for you. Christina, are you ready? One more life for you. Quý vị có thể quan sát được cảnh của bà này đang sở hữu với độ dài là 3,6 feet, tương đương với 1,1 mét. Đó là mấy lần mình sống một trong tự nhiên cực kỳ tuyệt vời. Một quay nữa dành cho bà Christina ngay tại bên thẳng đài quý vị ạ. Xin mời. Nhưng mà này thường sinh sống ở sau mắt hồi trong bầy đá. Mỗi lần cửa màn gồm 5 đến 7 cá thể. Rồi bầy cuối cùng ngay tận thằng khẩu và quý vị sẽ nhìn thấy tài năng sau mắt hồi của bạn. Thế nên chúng tôi tái hiện lại ngay tại giữa sân khẩu của Viva Safri. Xin mời Christina một bầy cuối cùng dành cho bạn. Vâng thưa quý vị, hiện tại chúng tôi chuẩn bị cho bạn đồng một câu mời di chuyển ngay tại dưới sân khấu. Đi cùng nhau quan sát và sân bắt hồi như thế nào quý vị nhé. Are the ones who rain up Christian are going to show you how to can hunt V2Y. Ready? 1, 2, 3, let's go big guy, come on! Wow, một đồng lớn thưa quý vị cho bạn Christina. Và vì hiện tại chúng tôi vừa tái hiện lại cảnh sau mắt mời của các bạn này ở trong tiền hoang dã.
Các bạn ấy, tôi sẽ chọn cho mình một điểm rất là cao trong không trung và xác định được con mồi của mình để mà sẽ tăng tốc đến 180 km/h để sắm bắt được con mồi của mình, quý vị nhé. Cân nặng của bạn này chỉ đến 1 kg đâu ạ. Nhớ bạn ấy sắm bắt con mồi của mình gấp 3, gấp 4 lần trọng lượng cơ thể của bạn đang sở hữu. Cực kỳ tuyệt vời đúng không nào? Và đó chính là bạn Diều Hầu đến từ một cô Bắc Mỹ có tên là Christina. Một trọng lớn chào tạm biệt anh bạn, quý vị nhé. Thank you. Tạm biệt các bạn, Kiều Hồ xin mời tất cả quý vị sân khấu thì ngay sau đây. Quý vị sẽ được chào đón với hơn 30 các bạn động vật đến từ các châu lục xuất hiện cùng một lúc ngay tại sân khấu để chào đón tất cả chúng ta đã đến với Big Brother Safari sáng ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, right now with the grand finale, we can see more and will be joining us on this stage. And now we let start it. Welcome to Playing Buckle! Quý vị đang chờ đón sự kiện của hai bạn Marco đến từ khu vực của châu Mỹ. Hai bạn Marco sắp vào là Mo và Coco đã chờ đón mấy lần của mình ngay tại đền thờ trung. Mo và Coco đến từ khu vực châu Mỹ, quý vị ạ. Hai bạn yêu đời đang được đến làm bên gần với tất cả chúng ta. I love the best way to welcome another brother, Bob Billy Franken. We get bottom in Asia. Vivi đang chờ đón một chân cho bạn chim nữa to lớn nhất đến từ khu vực của châu Á chúng ta. Anh bạn Bồ Nồng chân xà với Vivi ạ. Look at us play one more time anyone. To welcome another broker from Africa, Southern Asia. They are the Africans from you, Ibis and the Bandit Star. Vivi đang chờ đón sự hiện của các bạn chim nước đến từ khu vực của châu Phi. Nhớ bạn còn ở kia, còn ở vòng châu Phi. Các bạn to lớn nhất chính là các bạn dân sen đến từ khu vực châu Á, Việt Nam. Vẫn chưa hỏi được Vivi ạ. Sự hiện đặc biệt cuối cùng, các bạn Mai Bình Tường Hà Minh. Các bạn bồ câu vua. Và với sự hiện tất cả các bộ cầu vua, các bạn Việt đến từ khu vực của châu Mỹ, những các bạn chim nước khu vực của châu Phi và châu Á, trong đó có Việt Nam tất cả chúng ta. Để các bạn đi biểu diễn động vật sáng ngày hôm nay đặc biệt vì ạ. Xin mời tất cả chúng ta cùng nhau dành một tràng pháo tay lớn cho các vị huấn luyện viên của chúng tôi. Cùng với chúng ta đã mang đến cho chúng ta một rất tuyệt vời trong sáng ngày hôm nay đặc biệt vì ạ. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau đến với chương trình tiếp theo. Chúng ta bạn cùng với các bạn động vật. Quý vị có mua tấm vé ở tàu điện của em là 50.000 đồng dành cho một quý khách. Quý vị chỉ bằng với con vẹt đến từ khu vực của châu Mỹ, nhớ bạn chim nước khu vực của châu Phi và châu Á. Đặc biệt là ấm bằng đại bàn đầu trắng đến từ khu vực của Hoa Kỳ là biểu tượng của nước Mỹ, quý vị nhé. Một vé 50.000 đồng dành cho một quý khách cho bạn và tất cả các bạn vừa giới thiệu luôn nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ, tạm biệt và xin chào và hẹn gặp lại.